bà con, thưa quý khán giả, có thể nói dưa hấu là một trong những cây trồng đã gắn bó lâu đời với bà con ở đồng bằng sông Cửu Long. Và với mục tiêu là nâng cao năng suất và chất lượng của trái dưa hấu, thì các nhà khoa học đã không ngừng tìm tòi nghiên cứu để tạo ra những giống dưa mới, trong đó dưa không hạt đang rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Trong chương trình Bạn của Nhà Nông ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với bà con kỹ thuật trồng dưa hấu không hạt. Mời bà con và quý khán giả cùng theo dõi. Trong những năm gần đây, giống dưa hấu không hạt Mặt Trời Đỏ đã được nhập nội và trồng thử nghiệm thành công. Đây là giống dưa lai F1 nên sức sinh trưởng khỏe. Quả to, cân nặng từ 3 đến 5 kg, độ đồng đều cao. Quả có da xanh nhạt, sọc xanh, mỏng vỏ, ruột đỏ, không hạt, ăn ngọt, độ đường từ 12,5 đến 13,5%. Thưa bà con, thưa quý khán giả, để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về đặc điểm của giống dưa không hạt, thì bây giờ chúng ta sẽ có cuộc trao đổi ngắn với kỹ sư Nguyễn Coi, giám đốc sản phẩm rau màu của công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang. Thưa kỹ sư, với giống dưa không hạt thì có những đặc điểm nổi trội nào so với những giống dưa trước đây ạ? Trước đây thì nông dân chúng ta thường là trồng dưa có hạt. Thì dưa có hạt thì nó mất tiền, cái dưa có hạt là khi mình ăn thì nó sẽ bị hóc hạt, hoặc là khi mình ăn mình nhả hạt thì lúc đó làm con người mình cái phấn khởi nó thưởng thức của mùi vị nó giảm. Cho nên sau này thì thế giới người ta bắt đầu chuyển qua ăn dưa không hạt. Thì hiện nay trên thế giới thì cả mấy cái nước tiên tiến là người ta đều ăn dưa không hạt. Chỉ có những cái nước mà phát triển sau này thì còn dưa có hạt thôi. Thì dưa không hạt có ưu điểm là gì? Dưa không hạt hoặc là dưa hạt lép thì nó có những hạt trắng nhưng mà nó không có phôi, không có cái ấy trên đó, cho nên người ta gọi là dưa không hạt hoặc là hai dưa hạt lép. Thì địa điểm là nó không hạt như vậy thì ăn vô là thứ nhất là con nít á, nhất là con nít trẻ em nó sẽ không bị hóc hạt. Cái thứ hai là người lớn thì khi ăn mình khỏi nhả hạt, cho nên cái khoái khẩu của mình nó tăng thôi, nó không mất đi cái hứng khởi. Cái hai nữa là dưa không hạt vỏ nó tương đối nó vừa mỏng, cho nên nó nhưng mà cứng, có thể vận chuyển đi xa được. Cái dưa không hạt thì về kháng sâu bệnh thì dưa không hạt nó có đặc điểm là nó kháng được một số bệnh, cho nên mình sử dụng cái thuốc nó sẽ giảm đi. Cái nữa là cái dưa không hạt này đó là nó chất lượng nó là ngon, ruột nó cứng và cái có thể bảo quản lâu được. Nếu chúng ta làm đúng kỹ thuật thì có thể để bảo quản nửa tháng 20 ngày vẫn tốt, và chúng ta có thể ăn được như thường. Tuy nó không bằng cái thời gian ban đầu nhưng mà cái ruột nó không hư. Còn nếu như người ta làm sai cái kỹ thuật thì nó sẽ là bảo quản hơn, nó là ít thời gian, nó ít. Cái dưa không hạt thì khi mình làm thì mình nên nhớ là quy trình kỹ thuật rất là quan trọng. Dạ thưa kỹ sư, còn về phần năng suất và ngày canh tác thì nó có khác biệt không ạ? Cái về năng suất thì dưa không hạt á, thường là nó cái năng suất nó cao hơn dưa có hạt khoảng 20-30% nếu người ta chúng ta canh tác tốt, chăm sóc tốt. Thường thì dưa không hạt này nó cao hơn cái dưa có hạt từ khoảng 20%-30%. Tức là nếu dưa có hạt thì thường thường ở khu vực mình làm thường thường là khoảng 2,5 tấn cho một công, tức 1.000 m², thì dưa không hạt trên 3 tấn cho 1.000 m², thì cái năng suất nó sẽ cao hơn. Và cái giá cái hiện nay trên thị trường thì cái giá dưa không hạt nó là cao hơn cái giá dưa có hạt, đôi lúc này cũng bằng hoặc là, nhưng mà thường thường thì nó cao hơn. Ngày canh tác thì dưa không hạt nó cái dài hơn, tức là khoảng 62 ngày, 62-65 ngày tùy theo thời tiết. Nếu trời lạnh thì nó kéo dài 65 ngày, mà trời nắng thì khoảng 60-62 ngày. Còn cái dưa có hạt thì nó thời gian sinh trưởng nó khoảng 57 ngày, trong 56-57 ngày trong mùa nắng, nhưng mà khoảng 60 ngày trong mùa mưa. Với nhiều ưu điểm vượt trội so với dưa có hạt, đặc biệt là sức sinh trưởng khỏe, dưa không hạt đã mang lại lợi nhuận rất cao cho người trồng, đặc biệt là nông dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tôi nhận xét cái dưa Mặt Trời Đỏ này thì vừa qua thì cái giống dưa là tôi thấy về cái năng suất thì trái thì rất đạt, nhưng mà soi riêng về cái ý của tôi thì mưa rất nhiều ngày, nhưng mà cái giống dưa không hạt này thì cái sự sinh trưởng nó rất khỏe và tốt. Thì theo như cùng kỳ sinh trưởng những cái loại giống dưa khác thì cái dưa không hạt Mặt Trời Đỏ này thì nó chống chịu thời tiết rất tốt. Về cái năng suất thì quá đạt rồi. Nó ít có bị như chẳng hạn như là nhiễm bệnh nè. Ví dụ như những cái dịch bệnh côn trùng nè, nó hạn chế. Để bắt đầu cho một vụ dưa hấu,
bước đầu tiên là chuẩn bị cây giống. Một cây con khỏe phải nảy mầm từ một hạt giống tốt, được gieo trong môi trường sạch bệnh. Vài năm gần đây, trên rẫy dưa hấu của nông dân xảy ra tình trạng cây con sau khi hạ xuống đất khoảng một tháng bắt đầu xuất hiện bệnh, chết rải rác, đến khi cây cho trái gây thất thu. Qua điều tra, trong số các nguyên nhân làm cho cây bị bệnh, có nguyên nhân bắt nguồn từ giai đoạn ươm cây con. Trong đó, giá thể vô bầu cũng có ảnh hưởng rất lớn nên cần chuẩn bị thật tốt. Thì quan trọng nhất là cái đất vô bầu. Khi cái đất vô bầu thì mình cho một phần đất mịn cộng với khoảng ba phần đất tro trấu hoặc là sơ dừa. Sơ dừa đó thì mình sau khi sơ dừa là mình phải ngâm cho nó bớt chát trước khi mình trộn với đất. Thì khi mình trộn vô đều vô rồi đó thì mình coi thử, nếu mình lấy cái bình xịt của mình đó, mình xịt nước thôi chứ không nên tưới ẩm quá thì nó sẽ không đạt yêu cầu. Mình xịt nước, mình trộn cho đều xong, khi mình bóp cái nấm đất, thì mình bóp nấm đất mình thả cái tay ra, mà nếu như nấm đất nó bể từ từ vẫn bể hết thì là tốt. Mà nếu mình bóp nấm đất vô mà mình thả ra mà đất không bể, mà nó hạt nó bể ít thì đó là dư nước. Và nếu mình bóp đất vô vừa thả ra thì đất nó bể liền thì cái đó bị khô, cho nên không thiếu nước. Cho nên khi mình để ý cái đất là mình, quan trọng nhất là cái đất, thì mình phải bóp cái đất vô mình thả từ từ. Nếu đất nó bể từ từ, không còn một cục nhỏ cũng được nữa, nhưng mà bể từ từ thì đất đó đạt yêu cầu. Khi mà ủ á, bà con nên nhớ là cái đất bầu, nếu bà con trộn cái Tico Đạt Ma trước là tốt. Tức là hiện nay có Tico DHCT đó, bà con trộn với cái đất mà bà con định ủ trước khoảng một tháng, bà con để đó thì cái Tico Đạt Ma nó sẽ giúp gì? Nó sẽ giúp được là trị một số nấm trong cái đất bầu mình, làm cho cái cây dưa không bị chết rạp cây con. Thường ta bị chết rạp cây con trong cái vườn ươm là do cái nấm Rhizoctonia thì nó làm cho chết rạp cây con, hay là Fusarium làm chết rạp. Cho nên nó là trị. Hai là hơn là ta xịt thuốc. Chúng ta có thể xịt bằng những cái thuốc mà trị nấm trong cái đất đó trước khi mình vô bầu. Bù lạch có thể gây bệnh trên tất cả các thời kỳ sinh trưởng của cây. Cây bị bệnh càng sớm thì năng suất sẽ thiệt hại càng nhiều. Nếu bị bệnh ở giai đoạn cây giống thì vụ dưa đó có thể thất trắng. Do đó, ngay lúc làm cây giống, bà con cũng phải phòng trừ sâu bệnh cho cây. Tuyệt đối không nên chọn vị trí ươm cây giống cạnh ruộng dưa đang canh tác, vì sẽ rất dễ bị bù lạch, côn trùng tấn công. Ngoài ra, khi gieo hạt, bà con cần lưu ý các vấn đề sau. Đối với dưa không hạt thì là nó kỹ thuật canh tác hơi khác với cái dưa có hạt. Thứ nhất đầu tiên là chúng ta là cái bầu với ngâm ủ hạt giống. Thì cái dưa có hạt thì cái vỏ với cái hạt rất là hơi dài, cho nên mình không nên ngâm trước khi mình gieo hạt, hoặc không nên ngâm trước khi vô bầu, mà người ta để khô vậy ta vô bầu. Thì hiện nay bà con mình dùng cái bầu bằng lá chuối hay bằng báo, nhưng mà nếu để dùng cái vỉ xốp thì tốt nhất. Cái vỉ xốp thì ta đổ đất vô, cái đổ đất vô xong ta ấn cái đất cho nó dẻ xuống chút. Cái đó cách cái mặt của cái vỉ khoảng là một phân với một phân rưỡi thì ta nhận cái hạt vô. Và khi nhận hạt vô, ta nhớ cái đầu hạt ta nhận xuống để khi mà cái hạt nảy mầm lên nó thì là nó theo cái chiều của nó tốt hơn. Khi mà xong rồi thì ta rải lên một lớp đất mịn lại, không có phun nước gì hết. Rồi xong ta để vô, nếu trời mưa thì ta phải có cái nơi che, hay trời nắng rồi che để vô cho nó mát. Thì ta mới lấy cái bao bố hay bao giờ ta tủ lên trên. Thì hai ngày sau hạt dưa nó nảy mầm. Khi nảy mầm lên thì chúng ta cũng không tưới gì hết. Lúc đó ta dỡ cái bao ra để cho cái hạt nảy mầm. Thì ta cứ xịt sương thôi, ta lấy cái bình xịt ta xịt sương cho ướt thôi. Khi nào mà kia nó bung lên rồi, hai cái lá mầm nó nở ra hoàn toàn thì lúc đó ta đã xịt hơi đậm chút xíu. Khi mà cái hạt dưa mới nức nanh lên khỏi mặt đất thì bà con xịt cái ru xe, xịt sương cái ru xe trên đó thì cái gì, để ru xe nó giúp cho cái rễ dưa phát triển tốt, rễ dưa mạnh, sau này thì cái cây nó sẽ mạnh, và cây nó mạnh lên nó sẽ kháng được một số bệnh. Và đồng thời là giai đoạn đầu khoảng 7 đến 10 ngày thì nhờ cái ru xe đó nó thấm vô trong cái cây con thì nó giảm đi cho ta cái bệnh bọ trĩ ban đầu. Rất là nguy hiểm, bởi vì mình tưởng là không có, nhưng mà khi nó chích vô cái dây dưa rồi nó sẽ sinh ra, sau này sẽ sinh ra cái bệnh khảm. Song song với gieo hạt, bà con sẽ tiến hành chuẩn bị đất. Liếp trồng dưa được làm rất kỹ để có thể sử dụng được nhiều vụ. Với những ruộng đã trồng nhiều vụ dưa liên tiếp, sau mỗi vụ phải dành thời gian để xử lý đất. Cách tốt nhất để diệt mầm bệnh trong đất là làm lũ giả, cho ruộng ngập trong nước khoảng 7 ngày để diệt hết các sâu bệnh còn tồn lưu trong đất. Cách này rất hữu hiệu, bà con có thể trồng 3 vụ dưa liên tiếp, cây vẫn phát triển tốt. Đồng thời, trong khi làm liếp, bà con nên bón lót phân để tạo nguồn dinh dưỡng sẵn có cho dây dưa phát triển.
dưa mặt trời đỏ trồng ở dưa làm líp á, thì chúng ta như líp hiện nay người ta đang trồng là bò dưới đất, thì cái líp hàng cách hàng khoảng 4,5 mét, cái líp thì mình trồng mình làm rộng khoảng 1 thước, và chiều cao của líp cách cái mặt ruộng khoảng tùy theo, nếu mùa nắng thì cao 2 tấc là vừa, nhưng mà mùa mưa thì mình nên cao hơn từ khoảng 2,5 tấc đến 3 tấc cho líp không bị ngập. Bón phân bón thì trước khi mà đợi đầy bạc thì ta bón lót, thì trước đó 10 ngày thì ta bón vôi thì một công tùy theo thì nó phải từ khoảng 70 kg cho đến 100 kg vôi trên một công đất từng ngàn mét vuông. Bà con rải xong rồi bà con có thể bón thêm khoảng 50 kg phân, 3 đến 50 kg phân super lăng để đó. Thì 10 ngày sau thì chúng ta đã xuống giống, thì trước khi xuống giống ta bón lót một lần nữa, tức là bón lót phân NPK 20-20-15 là trong mùa nắng, còn 16-600 là mùa mưa, thì bón khoảng 50 kg NPK và bón rải đều trên cái líp, rải đều trên líp xong đó ta đầy bạc lại. Thì trên líp thì mình thủ bạc cây cách cây thì nó khoảng là 0,35 đến 0,4 mét là cây cách cây. Thì qua khoảng 1-2 ngày sau thì ta xuống giống. Hạt giống gieo trong khay ươm khoảng 5 đến 7 ngày, thấy cây lên thẳng, rớt vỏ hột, lá mầm vừa mở ra, bà con đem đặt ra ruộng ngay là tốt nhất. Bà con không nên để cây trong vườn ươm quá lâu, vì nếu cây lên cao, khi đem ra trồng trên màn phủ, gặp nắng nóng, bộ rễ sẽ bị tổn thương, cây bị héo, cháy lá, mất sức. Một điểm rất quan trọng song song với việc gieo trồng dưa không hạt là bà con cần trồng thêm một ít dưa có hạt để lấy qua được thụ phấn cho qua cái của dưa mặt trời đỏ. Lưu ý là bà con phải trồng trước dưa không hạt khoảng 4 đến 5 ngày. Bởi vì dưa không hạt này thì cái hoa đực không có phấn hoặc phấn rất là yếu. Cho nên khi ta trồng cái dưa không hạt thì ta phải trồng khoảng 10% là dưa có hạt. Để ta lấy cái phấn của cái hoa đực của dưa có hạt ta thụ qua cái dưa không hạt thì mới có trái. Nếu bà con không thụ thì cái dưa không hạt nó sẽ không có trái. Đối với dưa ăn thì trái không nên quá to. Khoảng 3 kg là thích hợp, nên bà con sẽ ngắt đọt khi cây được 4-5 lá để dây đâm ra hai nhánh cho ra 2 trái. Sau này tuyển giữ lại 1 trái sẽ rất dễ. Phương pháp này sẽ giúp dưa có độ đồng đều cao. Khi dưa bắt đầu bò, tiến hành sửa dây thường xuyên và cố định vị trí bò cho các dây nằm song song nhau trên mặt luống và thẳng gốc với hàng trồng. Tiếp theo trong quá trình chăm sóc, khi bộ lá đã đủ sức để nuôi trái, bà con nên cắt hết các chồi ra sao trên 2 nhánh của dưa. Điều này sẽ giúp ruộng dưa thông thoáng. Khi mà cái dây dưa nó ra khoảng 3 lá thật đến 5 lá thật thì bà con cắt cái đọt đi. Cắt cái đọt để đâm ra 2 cái chèo. Thì đâm ra 2 cái chèo như vậy, lý do sao ta cắt cái đọt là cắt đọt để đâm chèo. Thì khi để trái nó đều hơn là mình để cái dây chính, lấy trái trên dây chính. Như vậy khi phát triển 2 cái chèo thì chúng ta sẽ lấy trái trên dây chèo. Bà con nhớ là cắt bớt bơi, khi cắt bớt bơi để chi? Để tập trung sinh dưỡng nuôi cho cái dây dưa và nuôi trái sau này. Cái thứ hai nữa là trị nó giảm đi cái sâu bệnh, giới hạn được cái bò trĩ, bởi thường bò trĩ nó ở trong đọt non. Trong canh tác, phân bón có thể giúp bà con tăng năng suất cho dưa trên cùng một đơn vị diện tích, nhưng việc bón phân nuôi trái cũng cần được áp dụng khoa học. Với giai đoạn dưa phát triển thân lá và chuẩn bị ra hoa, cây rất cần dinh dưỡng, nên trong giai đoạn này bà con nên bón cho cây một lần phân. Thời gian sinh trưởng của dưa hoạt ấy, khoảng 15 ngày đầu thì là nó phát triển rất là chậm. Cho nên bà con không thấy vậy, đừng nên bón phân nhiều vô. Bón phân nhiều sẽ ảnh hưởng về sau. Cho nên dưa hoạt 15 ngày, do cái đặc tính nó 15 ngày phát triển chậm, nhưng sau 15 ngày nó sẽ phát triển nhanh hơn dưa có hạt. Bón thân lòng một, tức là khoảng 15 đến 20 ngày, bà con bón là 20 đến 25 kg này bà ca. Bà con rải, nhớ là lần này bà con rải cách gốc khoảng 1 tấc rưỡi đến 2 tấc, bởi vì lúc đó cái rễ nó ra rồi, bà con rải mà sát quá thì cái rễ nó sẽ làm hư cái rễ. Người ta rải dỡ bạc lên, ta rải đợt này thì bà con rải phía trong cái hàng, phía trong líp, và rải phía trong líp vì lúc đó cái dây dưa chưa bò ra, mình rải phía trong để cung cấp phân phía trong, hàng rễ phía trong. Cho nên rải như vậy đó thì là khi mình đậy bạc lại thì cái dây dưa bò thì đợt sau mình không có thể sẽ rải phía trong nữa, mà sau đó mình phải rải phía ngoài. Lưu lượng phân là khoảng 20 đến 25 kg phân NPK cho 1000 m2. Khi bón thuốc phân lần 1,
lúc 15 đến 20 ngày sẽ giúp cây đủ dinh dưỡng nuôi hoa và trái. Vì vậy bà con lưu ý không nên bón phân cận ngày hoa nở. Điều này giúp cho hoa phát triển tốt, thụ phấn thuận lợi. Trong cái chuyện bón phân này thì chúng tôi lưu ý với bà con mình một cái điều rất là quan trọng. Cái lần bón phân tống á, lần thứ nhất khoảng 20-25 ngày là mình bón phân để chuẩn bị cho hoa nở. Thì cái chuyện bón phân này phải kết thúc trước khi cái hoa cái thứ hai nở. Bởi vì trên cái cây dưa mình sẽ lấy cái trái ở cái vị trí là cái hoa cái thứ ba, là cái vị trí tốt nhất để cho cái trái. Thì bà con mình á, khi mình thấy cái hoa cái thứ nhất nở thì bắt đầu mình bón phân tống đi. Đó, thì cái hoa cái thứ hai nó sẽ nhận được cái lượng phân từ từ mà. Đó, thì nó sẽ nuôi tới được hoa cái thứ ba. Nếu như bà con mình bón trễ, có nghĩa là vào cái giai đoạn nở hoa thứ ba, bà con mình rải lên, thì một cái lượng phân nhiều đột ngột là cây nó sẽ bị sốc. Nó bị sốc rễ, thì nó tăng trưởng vượt bực, thì nó sẽ sung cái bộ lá. Một số thì cái trái nó sẽ bị méo, không có đậu trái được. Một số thì nó sẽ bị ruột, có nghĩa là bà con mình nói là tuột nụ đó, không đậu trái. Thì cái ruộng nó sẽ rất là sung, lá rất là nhiều nhưng mà khó đậu trái. Qua thời gian dài theo dõi sự sinh trưởng phát triển của dưa hấu không hạt, các nhà khoa học cho rằng bà con nên chọn hoa cái thứ ba trên dây để thụ phấn là tốt nhất. Vì ở vị trí này sẽ cho trái to và không hạt. Còn nếu chọn hoa ở gần gốc quá thì thường trái dưa sẽ có hạt, không đạt tiêu chuẩn của giống. Vì vậy, khi thấy hoa cái thứ ba của dưa không hạt nở, bà con sẽ bắt đầu thụ phấn. Cần chọn những hoa đực tốt của liếp dưa có hạt chuẩn bị trước từ lúc sáng sớm để có được hạt phấn khỏe nhất. Khi bà con bẻ cái hoa đực của cái dưa có hạt á, thụ hoa, thì bà con mình bẻ sáng sớm, tức là khoảng từ 6 giờ sáng mình đã bẻ rồi. Và mình thụ hoa thì khoảng thụ khoảng tới 9 giờ là mình ngưng là tốt. Tại vì khi nắng lên thì cái phấn nó sẽ chết. Nên khi mà thụ thì mình bẻ mấy cái cánh hoa của cái hoa đực xuống, mình lấy cái ấy mình mới rắc đều chung quanh cái hoa cái, cái nhụy hoa cái của cái dưa không hạt, thì cái trái sau này nó sẽ tròn hơn. Nếu mà con thụ có một bên thì sau này phần lớn là trái dưa nó sẽ méo. Cho nên khi mà thụ phấn, bà con phải để ý là ta lấy hoa đực của cái dưa có hạt, ta thụ qua cái dưa hoa cái của dưa không hạt và thụ đều quay tròn cho nó đều phấn quanh cái nhụy của hoa cái. Như vậy thì trái nó sẽ tròn đều hết. Thì đó là cái đặc tính của cái dưa có hạt. Nếu bà con không thụ phấn thì cái dưa không hạt này sẽ không có trái. Lưu ý khi đã chọn xong hoa để trái thì không được phun thuốc làm ảnh hưởng đến hoa, nếu không hoa sẽ không thụ phấn được. Thời gian ấp nụ chỉ nên kéo dài từ 3 đến 5 ngày để trái phát triển đồng đều, bà con sẽ chăm sóc dễ dàng về sau. Trong chương trình này, bà con đã tìm hiểu về giống và kỹ thuật chăm sóc dưa hấu không hạt đến hết giai đoạn thụ phấn. Trong chương trình Bạn của Nhà Nông kỳ sau, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc dưa hấu mang trái. Mời bà con đón theo dõi.